Dạ xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình có cái máy MacBook. Đây là máy MacBook Pro và ra đời coi như là sắp tròn 13 năm. Và sau 13 năm sử dụng đây thì các bạn nhìn thấy là sẵn đây mình review lên cho các bạn xem. MacBook nó sẽ thấy là mặc dù 13 năm nhưng mà máy là coi như mẫu cũng gọi là không đến gọi là quá cổ hay các bạn. Cũng khá là đẹp. Với một phân khúc giá là coi như là tầm phân khúc giá 2 triệu. Thì ở đây mình review là máy này là khách giữ khá là kỹ và cũng có cả box và có cả máy trên đây. Rồi, chi tiết về cấu hình ở đây, mình review chi tiết và ngoại hình để mời các bạn cùng xem. À đây thưa các bạn, đây là cái máy nè và có cả hộp luôn, có cả gọi là máy full box. Full box nha các bạn. Đó, thì máy này khách hàng giữ khá là kỹ. Bây giờ chúng ta xem về cái hình thức của cái hộp trước đi ha. Đó. Đây là MacBook nè, 13 inch, đó, LED backlit ha. Đó. Và hình dáng của dòng MacBook này chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Ở xung quanh hộp đây. Đây là logo hình quả táo nè. Đây là hình một chiếc MacBook mà chúng ta thấy được trên đây. Đó. Và bây giờ cấu hình. Cấu hình máy thường thường là sẽ có đưa về trên đây luôn các bạn. Đây. Ở đây các bạn nhìn thấy là có về như là save thông tin cấu hình của MacBook đây. Đây thông tin của máy cấu hình MacBook nè. Model của nó đang là A1278 nha. Thì đối dòng MacBook này từ thời năm gọi là MacBook 2008. Nó xuất xứ từ USA nè, Mỹ ha. Và cấu hình của nó đang là Core 2 2GB. Đó. Và RAM, RAM hiện tại mặc định nha là RAM 2GB nhân 1. Đó. Và cái nữa là ổ cứng là 160GB. Ổ cứng HDD của MacBook. Nhưng mà hiện tại giờ mình đang nâng cấp lên là ổ cứng là thứ nhất là RAM 4GB và ổ cứng SSD 128GB. Đó mình nâng cấp lên rồi. Và trên đây chúng ta nhìn thấy là máy khách xài khá là kỹ, thậm chí mà coi như là giữ lại còn cái hộp luôn. Cái hộp như thế này chúng ta thấy là cũng rất là thú vị đúng không? Đây là mình sẽ quay lên để mời chúng ta xem với một cái cấu hình chi tiết như thế nào. Đó, đây là Core 2 Duo. Thời điểm năm 2008 đưa ra nè, đã có về như là đã hỗ trợ về DRAM 3 nè các bạn. Gọi là máy đời, gọi là tương đối là cũng khá là tốt rồi đúng không? DRAM 3. Đó. Và ổ cứng. Thì lúc đó mặc định của cấu hình máy này đưa ra là 160GB. Đó. Tốc độ vòng quay là 5400. Mình có thay lên là ổ cứng là SSD 128GB. Màn hình đây là màn hình 13.3 inch ha. Trên này chúng ta nhìn thấy. Và máy này có cạc rời luôn các bạn. NVIDIA nè. 9400M Redfish nè. Đó, khá là tuyệt vời. Và cổng gì đây? USB 2 chấm nè, hai cổng nè. Đó, mini display board nè. Có luôn, có hỗ trợ luôn nha. Wi-Fi chuẩn N luôn. Wow, rất tuyệt vời. Bluetooth thì 2.1 thôi. Đó, bây giờ mình sẽ đưa ra review trên máy này để mời chúng ta xem. Mặc dù máy mà chúng ta nhìn thấy là MacBook 2008, các bạn nhìn thấy là có nguyên hộp như thế này luôn. Thì chắc là chúng ta nhìn thấy là đây là máy coi như là người dùng khá là kỹ, khá là tốt. Và đây là thực sự như thế luôn. Đây các bạn nhìn thấy máy nè, gần như là không tì vết luôn các bạn. Rất là đẹp đúng không? Long lanh luôn. Đó. Vẫn có một cái logo hình táo phát sáng đây. Thấy chưa? Mẫu thiết kế của máy đây. Vẫn có một cái đường viền đằng xung quanh. Thì những dòng MacBook Pro 2010, 29, 2010, 21, đó, 22 vẫn xài như thế này ha. Vẫn giống nhau. Thậm chí chúng ta sờ lên đời 21 đây vẫn giống như là những đời này. Không có sự thay đổi gì lắm. Đó. Về ngoại hình. Ngoại hình thấy là coi như là mình thấy là đánh giá là khá là đẹp. Long lanh. Thấy không? Đó, về pin đây. Pin thì máy này là coi như là pin này đang rất là tốt các bạn. Pin đây, ổ cứng SSD nè, mình thay thế vô nè. Đó. Trên đây ha. Ơi, bây giờ đây gắn vô nè. Cũng khá là tiện thôi. Máy này gọi là nguyên zin các bạn. Đó, các cổng kết nối đây. Các cổng kết nối đây mình cho mời các bạn xem nha, những cái cổng kết nối mà đang hiện tại đang có. Thứ nhất là về vị trí về rất sạc. Sạc đây mình lấy sạc lên cho các bạn xem nè. Sạc những dòng đời 2010, 2010, 2011 sạc chung với nhau hết. Đó sạc MacBook. Thấy chưa? Có đèn sáng nè. Đây, mình để đây nè, các bạn nhìn thấy đèn phát sáng màu đỏ nè. Là coi như là có được nè. Đó. Sạc này có thể đảo ngược được luôn nè các bạn. Đảo ngược đảo xuôi được luôn. Rất là tuyệt vời. Rồi đây nữa là cổng gì đây? Cổng len. Len nè các bạn. Đó. Đây là cổng USB.
hai cổng USB nè, mini display board nè, xuất ra được Vega được luôn, tuyệt vời không? Hai cổng gì đây? Audio. Đây, chúng ta nhìn thấy nè. Đó, đây là hai cổng gì đây? Rack mic 3.5 nè. Vị trí chống mic trộm nè, có luôn nè các bạn. Pin nè, báo về pin nè. Pin này sạc được bao nhiêu nè? 1 2 3 đèn nè. Đó. Còn lại như là 1 2 3 4 4 đèn nữa, tổng cộng 7 đèn lận. Đó. Thì đây là chúng ta sẽ nhìn thấy là gì đây? Có được là pin, báo về pin luôn. Đèn đây. Có sạc hay không nè, sẽ báo trên đây nè. Đó, qua đây. Thời này là có độ đĩa, lậu đĩa quang, lậu đĩa nốt rồi nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Máy thì mình đánh giá coi như là khá là đẹp, khá là long lanh. Giống như là chúng ta để này, chúng ta chưng chắc chúng ta chả ai biết là dòng máy này là đời 2008 rồi các bạn. MacBook 2008 đâu. Tròn sinh nhật là khoảng chừng là tương đương 13 năm rồi ha. Đây ha. Đó, rất là đẹp. Và bây giờ mình xem về như là cái cấu hình chi tiết ở trong, về ngoại hình ở trong nè. Đây, các bạn nhìn thấy bàn phím đây. Một người dùng khá là kỹ. Và gần như là sao các bạn? Gần như là sao? Xài là rất là kỹ luôn. Đó, mặt trong gần như là không có chì xước gì hết. Một cái máy là của người dùng đây. Máy bàn phím là bàn phím của Mỹ, chuẩn Mỹ ha. Đây là máy của US mà. Và gõ phím này ca rất là sướng luôn các bạn. Thì đây là mình cái chách ra là gọi là MacBook, đời MacBook đây. Những cái phím này gõ nè, các bạn nhìn thấy thực sự là gõ rất là êm, rất là sướng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ show cấu hình ở trong nha, mời các bạn xem. Đây nè thưa các bạn, đây là cái Siri nè, Siri của máy MacBook nè. MacBook á thì mình vô vào đây nè, mình vô About nè, About Mac nè. Thì đây nó sẽ có về gì đây, cái Siri Number, các bạn thấy không? Đó, Siri Number là cái mã Siri Number ở đây. Thì hiện tại về cấu hình của máy MacBook này chúng ta sẽ nhìn thấy nè. Đây là Mac 13 inch. Đó, 13 inch ha. Letter 2008. Core 2 Duo. Core 2 Duo là 2 nhân nha. Đây, zoom lên. Chúng ta nhìn thấy đây. Và trên đây là các bạn sẽ nhìn thấy trên đây là RAM. RAM trên mặc định cấu hình zin là sẽ là 2GB. Mình cứ gắn lên là 2GB nữa thành là 4GB. Đó. Và NVIDIA Quadro GeForce ha. 9400M 256P. Đó. Và độ phân giải màn hình. Màn hình mặc dù là máy là đời như thế này nhưng mà mình thích nhất là cái màn hình này. Hình ảnh trung thực, nhìn rất là đẹp và chống mỏi mắt. Đó. Hình ảnh ra rất là trung thực luôn, rất còn sáng, cũng còn đẹp mặt gương. Rồi. Độ phân giải cũng khá là cao các bạn. 1280x800 luôn nè. 13.3 inch nè, gọi là MacBook 13 đó. Rồi ổ cứng. Đây. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy ổ cứng nè, SSD nè, 128GB nè, mình đang gắn vô nè, RAM. RAM qua phần memory ha, 2GB là tổng cộng là 4GB nè. Đó. Thì ở đây là của mình, hồi nãy mình có search ra cái gì đây. Mình check cái mã CD number nè. Mình vô trên trang web là của Apple nè, Apple Store nè. Thì đây là cái gì là mình trên đây mình rê lên nè. Các bạn nhìn thấy không? Đây là MacBook 13 inch nè, 2008 nè. Đó. Và hiện tại là máy này cũng còn là xài văn phòng thì chắc là cũng rất là tuyệt vời. Và để mà hình ảnh về như là ngoại hình máy là coi như là cũng còn khá là đẹp. Thì sơ bộ mà nếu như mà chúng ta nhìn thấy đây, sau 10 gần như là sinh nhật gần như là 13 tuổi rồi, nhưng mà máy MacBook này cũng còn khá là đẹp, khá là long lanh luôn. Đó. Thì đây là mình sẽ review lại nè. Đây. Các bạn nhìn thấy về ngoại hình đây, tổng quan ngoại hình đây, MacBook đây. Các bạn nhìn thấy mẫu đẹp không? Đó, đây là dành cho một vị khách là coi như là khá là kỹ về cái dòng sản phẩm này. Mình hơi bất ngờ luôn á. Đó, thì máy này á, thực sự là mình mua có hơn 1 triệu à. Rồi lúc đó mình mới nâng cấp lên là mua cái ổ cứng SSD. Mình gắn vào cho nó mới hơn. Rồi cái thứ hai nữa là mình mua cái gì đây. Mua cái pin. Của pin nó hơi xuống á. Pin coi như là pin mới luôn này. Đó. Thì toàn bộ như là máy này á, coi như là giờ đang là pin coi như khá là tốt. Và cái nữa là ổ cứng SSD chạy về văn phòng. Đó, những ai mà thích về dòng máy này thì các bạn có thể comment phía dưới giúp mình nha. Đó, thì đây là một sản phẩm MacBook mà khá là đẹp. Nhìn đẹp ha. Và gọi là giá siêu rẻ luôn. 2X. Tuyệt vời đúng không? Đó. Clip ở đây là mình xin tạm dừng đây nha. Ngoài ra những cái gì thắc mắc chúng ta có thể comment phía dưới giúp mình. Đó. Thì đây là coi như là cái hộp nè, đúng theo cái service tag luôn.
Đó. À, đúng theo series luôn ha. Trên cái hộp này nè. Đây. Trên hộp này các bạn sẽ nhìn thấy trên đây nè. Đúng cái mã series của máy luôn. Đó. Đây nữa nè. Đây. Đây chúng ta xem đây. Đúng nha, đúng series luôn nè. Rồi, Nhất Vlog xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Mọi thông tin thắc mắc chúng ta có thể comment phía dưới. Hoặc 0922 422 422. Địa chỉ là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Gò Vấp. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại.